cả nhà mình cùng về quê con nhé. Ba mẹ nghèo xe rách thế này thôi, mấy đứa lớn ngồi trên mà hóng gió, ngắm mây trời bám chặt nhé, kẻo rơi. Mấy đứa bé mẹ cho nằm trong nhé, tránh gió trời mưa bớt lạnh nghe con. Ôi thích quá, được về quê hả mẹ? Bà gật đầu, nhưng xa lắm đó nghe. Người ta đi đâu mà sao đông thế? Như nhà mình dịch đói họ về quê. Ba mẹ thương đưa cả chúng con về, mưa tháp mặt mẹ lay hoay che chắn. Mấy cô chú đi đường cho quà bánh, khen tụi con dễ thương nữa mẹ kìa. Họ muốn mua một đứa, bà không bán, thấy họ thương, bà tặng cho người ta. Con đâu biết, như thế là may mắn, nếu theo về, chắc họ cũng chẳng tha. Đường về quê còn một đoạn xa lắm, mẹ cứ dặn dò, phải bám chặt đó nghe. Rồi cuối cùng nhà mình cũng tới nơi, nhưng họ bắt tụi con đi đâu thế? Con chưa kịp ôm mẹ nữa, mẹ ơi, chưa kịp quấy đuôi cảm ơn ba lần cuối. Có cái gì rơi vào đầu con đau lắm, nhớ chỗ mẹ con đánh hơi đi tìm. Nhưng gương mặt mẹ sao cũng thất thần, mẹ cứ bảo con chạy đi rồi khóc. Không kịp nữa rồi, mẹ ơi, máu cứ chảy. Con nghe tiếng mấy đứa nhỏ khóc than, rồi họ đem dìm chúng con vào nước, da thịt rã rời, họ đốt cháy chúng con. Chào ba mẹ, chúng con đi buồn lắm, chúng con hết đau rồi, mẹ đừng khóc nữa nghe. Kiếp này may mắn được ba mẹ nuôi nấng, chúng con hạnh phúc rồi, chào ba mẹ, con đi. Con đi nhé, kiếp sau nếu làm chó, tìm đến nơi nào bảo vệ được cho con. Ở nơi này thân phận người cũng bé, kiếp người cũng buồn, con đi nhé, chào con.